Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Huyền, sinh năm 1972, cư trú tại tổ dân phố BNB, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, về tội chống người thi hành công vụ. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương, bị cáo thừa nhận ngày 19 tháng 12 năm 2023, khi hai cán bộ công an thị trấn Lạc Dương đến ngăn cản Phạm Văn Tuyển là em trai của bị cáo, không cho ném cục vữa khô vào công nhân đang xây dựng nhà cho ông Hoàng Xuân Thái kế bên nhà ông Tuyển. Thời điểm này, bị cáo Huyền đã có hành vi không chấp hành, chửi, nắm cổ áo và kéo cán bộ công an thị trấn Lạc Dương nhằm mục đích không cho đưa em trai bị cáo về trụ sở. Công an thị trấn Lạc Dương đã cử thêm lực lượng hỗ trợ và đưa bị cáo về để làm việc. Tại trụ sở công an thị trấn, bị cáo tiếp tục có lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của lực lượng công an, chống đối, không hợp tác làm việc. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như bản cáo trạng mà viện kiểm sát truy tố. Do đó, đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Thị Huyền phạm tội chống người thi hành công vụ. Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Bị cáo Huyền kháng cáo lên tòa án cấp cao đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm tiếp tục phần xét hỏi, tuy nhiên bị cáo Huyền không trình bày được các nội dung chứng minh để giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã ỷ thế là phụ nữ không ai dám khống chế nên đã chửi bới xúc phạm hai cán bộ công an khi đang trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của cán bộ nhà nước khi làm nhiệm vụ. Khi đưa bị cáo về đến trụ sở công an, bị cáo vẫn không ngừng chửi, xúc phạm. Hành vi của bị cáo thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh tại địa phương. Do đó, phải xử lý nghiêm minh, tương xứng với tính chất mức độ hành vi của bị cáo gây ra. Cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng. Hội đồng xử án phúc thẩm đã tuyên y án 12 tháng tù giam mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Phạm Thị Huyền về tội chống người thi hành công vụ.